Quá đã, hai bà con, hai bà trứng luôn. Trứng chà bá luôn nè. Con đang đẻ luôn. Ấy, trứng mạnh kỳ luôn. Xin chào bà con nha. Thì hôm nay em xin tiếp tục đi lượm trứng. Đây là tí lợn. Bà con hôm nay lượm được nhiều không nha bà con? Hả tí? Cầm gỗ tí. Mua xong đang bù lên đây để nè, hai con luôn, hai con lên nữa. Đây hàng một tí à, trứng quá đã. Hai bà con, hai bà trứng luôn. Để vô. Sáng cha đi lượm chưa đi? Sáng cha đi lượm trứng không? Tiếp tục trời đang chuẩn bị mưa năm hôm. Đây có trứng ở đây, con này mới đẻ luôn, còn ướt à. Trứng này mới đẻ lên luôn đây. Trong đây hai bà con đang đẻ nè. Đây trứng. To đùng luôn. Đây trứng nữa. Cái này thì em vô ấp, tháng nữa. Vô đi, vô. Rồi tiếp tục nha các bạn. Do trời mưa nên chạy muốn dắt giòn gỗ. Giờ tạnh mưa rồi đi lụm tiếp. Làm đấy. Trứng ốc bu. Ngày lụm chừng chục trứng được rồi. Chục trứng là có cơm ăn rồi. Đủ. Còn bạch kỳ. Còn đàn đẻ. Đang lên đẻ. Đây đây đây. Bu vô cái đám cầu bờ này đẻ nè. Trứng chà bá luôn nè. Ồ, ồ. Con đang đẻ luôn. Đấy. Trứng mạnh kỳ luôn. Này tí. Nhẹ nhàng thôi tí. Không có. Mưa. Rồi. Đây một trứng nữa. Mưa sình nó che luôn. Rửa. Mưa dập trứng luôn. Mưa nặng hạt dập trứng luôn. Ngày nào cũng phải lụm mới được. Nắng thì nó dập trứng, mưa thì dập. Ốc này dễ đẻ. Cặp với nhau nó đẻ này, đụng là đẻ, dễ đẻ. Trong đây nhiều lắm này, bui đây nè, giờ này mai đang thả diều, thả thuyền nhóc này. Nhỏ để nhỏ rồi, có ông mới đẻ xong nè. Thích bù vụ đám ngoài bờ này bé, trong đây đẻ thoải mái hơn. Wow. Mồi móc. Trứng hồng hào luôn. Tiếp tục. Nè các bạn, hôm qua thất thu. Đấy. Quá trời, anh chen vô đây đẻ nè. Mở hội lên địch đây luôn. Hội đẻ. Đẻ mà cũng mở hội nữa. Hẹn nhau đẻ. Đây. Trứng ốc bu. trứng ốc bươu đen, mở hồi đẻ 3-4 trứng luôn. Đây, quá xa. Đây còn 3-4 con đang đẻ. Đấy, chiều làm tiếp. Đây. Đấy. Con nào ra trứng nhỏ xíu à? Trứng này lớn nè, bằng kg. Ơi, đã không? Quá đã. Đây, 2-3 trứng này. Trứng này là to nè, con này trứng này nở khoảng hơn 100 con. Con này ốc lớn lắm mới nở được trứng như này. Con đang đẻ nè. Khi nó bu lên đẻ nhóc. Đụng là đẻ à. Ốc dễ đẻ. Đấy. Trứng này mưa lấp luôn rồi. Mình thui luôn rồi. Chừng đạp cho đủ một tí. Những chân á, tí lợn. Tí mập quá đặc, tí lợn. Đây, một trứng. Con này trứng này khá là to luôn. Ồ, thấy không? Thật bá luôn. Đây, trứng. Có con đang đẻ luôn. Con này không leo lên cái trứng con ta không đẻ rồi mới ghê chứ. Sợ thiệt. Trứng đẻ không cũng dành chỗ nào đẻ nữa. Đây, trứng ở đây. Hôm nay cũng khá. Trời ô cái đã. Trong đây nè, lên hết nè. Quá xa rồi. Này. Bữa mới được. Cho sạch trứng. Còn nhóc. Chen chút nhỏ đẻ. Trong đây nè. Trong đây. Đây. Mình cây luôn. Ông này mới đẻ xong nè, nằm thở. Đẻ xong xuống được luôn, nằm thở. Đây còn trứng ở đây. Không thua hôm qua đâu, qua rồi. Đây đây. Ôi, cô em đang đẻ nè kìa. Cảm thấy mê luôn. Đây. Ôi ôi. Đẻ xong đẻ gơ đẻ gớp mình lum luôn nè. Mày mới đẻ xong luôn còn ướt luôn. Đây, một trứng nữa. Ui. Quá. Nhồi nhóc hết. Té một tí. Đây. Hàng nữa đây. Trứng này bự. Quá rồi. Một gỗ luôn rồi. Đây cũng ít đẻ, bên kia đẻ nhiều hơn. Đây đây đây, con trứng ở đây. Rồi. Đâu. Trong đây một nồi luôn. Quá rồi. Để gơ để gớt nhóc hết trơn. Trời ơi, sao này nó rơi ra dưới nữa. Mẹ kỳ. Ghê quá. Nhìn thấy tẩm quá. Đây. Có một em ở đây. thì nặng không Tí? Nặng chưa? Đây đây đây, đã có nữa đây. Đấy, trứng bình kỳ luôn. Bên đây chen chút vô trong cái mấy cái bụi vậy nè. Rồi, qua rồi. Rồi, hết rồi. Rồi, cảm ơn bà con nha. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông. Cảm ơn bà con, hẹn bà con ở các video sau.